Bất động sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Nay chúng tôi đứng ở chỗ này là xã Phước Thuận, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Thì hơi gió. Chỗ này là mặt đường ODA nha quý vị. ODA. Gió này quay video nó hơi tiếng nhỏ sột soạt hơi khó chịu. Quý vị có thể là cho nhỏ volume xuống và chắc là tôi sẽ nói to lên một chút. Thì ở chỗ này xa xa đây nhé quý vị nhé. Có cái mái vuông vuông này. Đó, cái mái vuông vuông này là cái chỗ gọi là chỗ này là trường tiểu học quốc tế Hồ Tràm, trường tiểu học quốc tế Hồ Tràm. Thì còn gần ngay đây thì gần chỗ này thì đã có nhà biệt thự xây rồi, biệt thự mái Thái xây rồi. Đây cái bên này cũng có nhà mái Thái này. Đó. Thì lô đất của mình ở đây. Lô đất chủ đang gửi bán ở chỗ này. Sắp tới này chúng tôi sẽ làm rất nhiều video về khu Hồ Tràm vì có nhiều khách hỏi. Và về cơ bản thì ở đây tôi thấy là thị trường khá tốt cho việc đầu tư và nghỉ dưỡng. Dự án du lịch ở đây họ làm nhiều, đường xá sẽ mở rộng nhiều. Chính vì vậy nên nó là một cái cơ hội đầu tư cho rất nhiều người nên tôi sẽ làm nhiều video ở đây. Đang có 2-3 sản phẩm đang chờ. Thế thì lô đất của mình là chiều ngang là 20m từ cái cột bê tông này lùi ra 20m. Đấy, sâu thì là 98m. Diện tích thì là 1940m2. 1940m2. Mặt tiền đường ODA ở đây cách biển khoảng 3 cây số. Biển khoảng 3 cây số. Đằng sau kia thấy có cái ao khá là to. Thì xung quanh đây thì người ta làm biệt thự rồi, một số biệt thự rồi. Đất thì quy hoạch là đất ở nông thôn nha quý vị. Ở đây chuẩn bị lên khu đô thị Hồ Tràm. Còn hiện trạng thì vẫn đang là xã. Xã thì chưa phải là phường nên vẫn là đất ở nông thôn, chưa phải đất ở đô thị. Còn thông tin thì chỗ này quy hoạch thổ cư, chủ bao lên thổ cư luôn. Chỉ có điều là chủ bán giá hiện trạng. Còn lên thổ cư thì chắc khách phải nộp tiền thuế thổ cư. Thì cái giá mà chủ đưa ra đang là 10 tỷ cho lô đất này nha quý vị. 10 tỷ thì tức là chắc cũng hơn 5 triệu một mét vuông một chút. Đó, thì là chưa được 2.000 mà, được 2.000 thì sẽ được 5 triệu mét vuông. Thì giá chủ đưa ra như vậy, còn tôi thì tôi báo giá chủ đưa ra. Quý vị nào mà quan tâm thì có thể là có thể trả giá. Đây, bên này người ta đã mở một cái đường và phân lô vào trong này đối diện. Đó, cột bê tông hết cứ 5-6 mét một cái là người ta đã đổ ra hết rồi. Và cái đường ODA năm nay sẽ làm nha quý vị. Năm nay ở dưới Hồ Tràm này làm nhiều đường lắm. Đường 328 sẽ làm, đường ODA sẽ làm. Thậm chí một số đường nhánh thông ra biển cũng làm luôn. Để phát triển khu đô thị Hồ Tràm có bản quy hoạch mới rồi. Đấy, thì bản quy hoạch có rồi và sắp tới sẽ đổi sổ theo bản quy hoạch mới. Thì có nhiều cơ hội đầu tư ở đây. Giá đất vẫn còn từ 3 đến 5 triệu một mét, rồi 7 triệu một mét cho những lô đất nhỏ hơn. Lô đất to thì 5 triệu, lô đất nhỏ hơn thì 7 triệu, mà thậm chí một lô đất 7 triệu có khi có thổ cư rồi. Đấy là quý vị nào mà quan tâm đến đất Hồ Tràm thì chúng tôi có rất nhiều sản phẩm đủ các phân khúc, từ mấy trăm triệu, 900 triệu cũng có, 1 tỷ rưỡi cũng có, 2 tỷ cũng có, rồi 5-10 tỷ và có những cái lô đến hàng trăm tỷ. À, có những lô 3 hecta, 5 hecta, giá cứ 3 triệu rưỡi, 5 triệu một mét thì là cũng đến mấy khoảng 200-300 tỷ. Thì quý vị cần thông tin lô nào thì alo cho chúng tôi. Đấy, chúng tôi giới thiệu một đây cái lô ấy như vậy. Người ta đây người ta đang trồng ớt, trồng gì đây. Đó. Thông tin đây người ta cũng đã xây tường bao một số lô bên cạnh này rồi. Đó. Về cơ bản thì phân lô là giống nhau thôi ạ. Có điều là cái mặt tiền ODA này khá là đắt đấy. Khá là có giá. Thì lô này nếu mà tính ra là 500 triệu một mét ngang mặt tiền, nhưng sâu được 98 mét. Còn ở trên kia chúng tôi có lô 400 triệu và 420 triệu một mét ngang. Nhưng mà sâu thì lại chỉ được có 44 mét, nên có lô được sâu được 52 mét. Đó. Thì bằng nửa nó, sâu chiều sâu bằng có một nửa lô này thôi. Thông tin sơ bộ như vậy. Ở đây cách mặt tiền 328 khá là gần, đi từ ngoài kia vào cái chỗ này, từ 328 đi vào rất là gần thôi. Khoảng 3-400 mét ra đến 328. Bất động sản Thiện Nhân xin cảm ơn sự theo dõi video của quý vị. Hẹn gặp quý vị ở các video lần sau.